Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Dương. Thì hôm nay mình có đến tòa nhà là Cheong Fatsi. Nói chung là chẳng hiểu gì, nhưng mà ý nghĩa của nó là tòa nhà xanh. Ta gọi là Blue House, tòa nhà xanh. Thì giá vé vào của mỗi người là 16 ringgit, tương đương với khoảng 100 nghìn Việt Nam đồng. Thì hôm nay mình sẽ đi thử xem ở đây nó có cái gì. Thì hiện tại mình đang ở bên ngoài quang cảnh xung quanh. Thì cái giá vé bao gồm một hướng dẫn viên du lịch thuyết minh bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt. Thì xung quanh bên ngoài thì mình thấy có loại xe xích lô cổ và cũng xe đạp cổ luôn. I can't be everything you want me to be. I can't be. Hiện tại thì tôi đang bên ngoài cái tòa nhà này. Thì ông trông này á, thì có tổng cộng là 8 người vợ. Thì một người vợ ở Jakarta, Indonesia là người vợ đầu. Người vợ thứ hai là không nhớ đó, 3 người vợ ở đây là 4 rồi. Một người vợ ở Shanghai với một người vợ ở Hồng Kông. Còn hai người nữa thì cũng chẳng nhớ ở đâu nữa. Thì đây là bên ngoài ngôi nhà. Thì ở phía trên cánh cửa là có khắc rất là nhiều loại con vật. Ví dụ như là con voi thì tượng trưng cho sức mạnh. Con ngựa, con hạc, nói chung là một số loại. Con chim thì nghĩa là sống lâu, sống thọ. Không biết nữa, nói chung là nghe thích mình nó vậy. Không có nghe đầy đủ lắm, không có nhớ hết được. Tiếp theo là hoa. Tại vì hoa là tượng trưng cho sự may mắn, cho nên là phía đây là sẽ có một bình hoa ở phía bên trái cánh cửa và một cái bình hoa bên phải cánh cửa luôn. Một vấn đề nữa là cái ngôi nhà này á, thì đã được tu sửa từ năm 2000. Tức là ngày trước á, là ngôi nhà này có tuổi đời là 130 năm tuổi. Tuy nhiên là cũng bị tàn phá do lại chiến tranh thế giới thứ hai. Cho nên là sau một thời gian thì cũng cần phải tu sửa lại. Thì ngôi nhà này được bảo trợ bởi UNESCO. Khi bước vào trong phía trong thì mọi người sẽ thấy một cái sân nhỏ ở đây. Thì phía sau tôi. Thì quan niệm của cái ông Chong này á, là khi mà có nước á, có nghĩa là có tiền. Càng nhiều nước càng nhiều tiền. Thì ở phía trên này thiết kế là không có mái che để cho nước mưa có thể rơi vào. Thì khi mà có nước mưa càng nhiều thì tức là tiền vào càng nhiều. Và một điều đặc điểm nữa, tức là ông ta thiết kế là phía trước chỉ có 2 bậc thềm thôi và phía sau là 3 bậc thềm. Lý do là khi bước từ trong, từ phía trước ra phía sau, tức là có một sự cải tiến về mặt tiền bạc, tài chính. Là đi vào là 2 mà tiếp theo đó là 3, tức là càng ngày càng tăng. Sau tôi đây là cầu thang, thì bây giờ tôi sẽ đi lên cầu thang. Thì đối với người, ông này là người Trung Quốc, thì đối với người Trung Quốc thì người ta quan niệm số 8 là số may mắn. Cho nên là hầu hết các thiết kế là đều mang số 8. Ông có 8 người vợ. Cầu thang đi lên thì có 28 bậc thềm. Tổng cộng là có 38 phòng. Đó. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại tầng lầu của ngôi nhà này. Thì ở đây á, tức là những cái đồ mà làm bằng đồ gỗ. Tiếp theo á, là làm bằng các nhạc cụ, các loại nhạc cụ đàn ngày xưa. Và ở đây là một cái giường ngủ. Giường ngủ thì theo như hướng dẫn viên du lịch nói thì
ông vua sẽ nằm ở bên trong, không phải ông vua, ông treo ông trông sẽ nằm ở bên trong và vợ sẽ nằm ở bên ngoài. Tại vì sao? Thì khi mà mỗi sáng thức dậy thì người vợ sẽ phải là cái người dậy đầu tiên để mà chuẩn bị lo cơm nước, rồi lo bữa ăn sáng, nói chung là lo mọi thứ trước. Còn công việc của chồng là ngủ xong rồi mới dậy. Còn phía bên này là các loại gối. Đây là các loại gối nằm ngày xưa. Các loại gối nằm ngày xưa và các nhạc cụ để cho các ông, các con của ông chơi. Tức là con ông chơi thì có thể là tìm hiểu thêm các loại âm nhạc thôi. Còn phía bên này là loại rượu ở bên Trung Quốc mang tên ông Chang Ju, khá là nổi tiếng, rượu nho. Tiếp theo thì đây là một số mẫu rượu của ông. Can we start?